Hello, 1 2 1 2. Hello, 1 2 1 2. Thử âm thanh. Anh chị nghe được không? Cho thầy Trinh biết ha. Sorry, trục trặc kỹ thuật. Nãy giờ mình cố gắng vô cái trang Nu Việt Live nhưng mà không vào được. Bây giờ chắc là ok rồi. Nghe rõ. Alright. Rồi, cảm ơn cả nhà. Nghe rõ, nghe rõ. Alright. Thông tin. Ok, ánh sáng. Ok. Rồi, chào cả nhà. Chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu trong một vài phút. 5 phút rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Các anh chị có thể share về cho nhóm. Hôm nay là ngày 16, chúng ta đúng rồi. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 2019. Hiện bây giờ là 9 giờ sáng ở miền đông của Hoa Kỳ, tức là 9 giờ tối giờ Việt Nam, cho cái chương trình của Nu Việt Live của Việt Nam. Thứ sáu thì 9 giờ như thường lệ thì thứ sáu chúng ta sẽ có một cái phần nói về sản phẩm. Hôm nay thì Trinh phụ trách về cái phần sản phẩm, và chủ đề của ngày hôm nay tính là kho báu của NuSkin có cái gì. Cho nên để nói chút xíu về bản thân mình cho một số các anh chị nào chưa biết, là chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình. Mình là khoa học gia thị Trinh Nguyễn. Năm nay mình 47 tuổi. Nếu các anh chị nào chưa biết, mình đồng hành cùng với Nu Skin lúc mình ở 40 tuổi. Âm thanh nghe được không ta? Các anh chị nào cho thầy Trinh biết là âm thanh có ok không ạ? Echo, tiếng echo đâu có hả? Trâm có thể cho thầy về chị biết được là âm thanh có ok không ha? Còn tiếng echo mình cũng không biết phát ra từ đâu, mình coi bên đây thì thấy không có echo. Các anh chị có thể cho mình biết âm thanh ok rõ. Alright, nếu vậy rõ thì mình sẽ bắt đầu luôn. Còn nếu chị nào bị echo thì xem lại cái đường dây của nhà mình ha. Bản thân những bạn khác nói là không có echo thì chắc là ok. Mình đồng hành cùng với Nu Skin lúc mình ở thời điểm là 40 tuổi. Lý do mình đồng hành với Nu Skin lúc đó cũng chưa phải là vì muốn tìm một cái cơ hội kinh doanh. Dĩ nhiên sau này thì nó trở thành cái cơ hội kinh doanh để mình phát triển hệ thống ở 54, 55 quốc gia. Nhưng mà ở thời điểm đó mình đồng hành cùng với Nu Skin là chỉ một 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 cái điểm đầu tiên quyết định sự lựa chọn mình Nu Skin, là chính là bởi vì mình thích về cái công nghệ ageLOC. Khi mình tìm hiểu về Nu Skin thì mình thấy rõ ràng ageLOC là một cái gì đó nó rất tuyệt vời ở khía cạnh của một người làm khoa học giống như mình. Và mình quyết định đồng hành, thứ nhất là để dùng cho bản thân mình, thứ hai để lan tỏa cái sản phẩm có công nghệ ageLOC tuyệt vời đó tới nhiều người hơn, chứ mình chưa nghĩ tới vấn đề kinh doanh. Bởi vì mình biết chắc chắn đâu đó ở trên thế giới mọi người chúng ta cũng sẽ dùng dinh dưỡng, dùng mỹ phẩm, dùng nhiều thứ khác nhau, nhưng vấn đề là lựa chọn nào thông minh nhất và lại có thể mang lại kết quả cho mình. Thì ở thời điểm đó mình thấy rõ ràng NuSkin là quá tuyệt vời. Ở sau lưng của NuSkin chính là cái công nghệ ageLOC, và đó là cái động lực hay là một cái lý do đầu tiên của mình để mà mình quyết định chọn NuSkin. Dĩ nhiên sau khi mình đồng hành cùng NuSkin, chia sẻ giúp đỡ mọi người, thì sau lưng nó lại là cái nền tảng cơ hội kinh doanh để mình phát triển và mình có được ngày hôm nay. Nhưng mà đó là một trong những lý do đầu tiên. Thì linh hồn của công ty chắc chắn sẽ là sản phẩm. Khi chúng ta đi phân phối một cái sản phẩm nào đó cho mỗi công ty nào đó, thứ nhất những cái điều yêu cầu chúng ta cần phải, mình phải biết được công ty đó uy tín nha. Công ty đó uy tín hàng đầu của thế giới, để mình không bị mất uy tín của bản thân mình. Thứ hai nữa là công ty đó phải sản xuất ra cái sản phẩm gì đó mà sản phẩm đó phải tốt, không những không phải là tốt, không cũng chưa đủ, đúng không, mà là phải là tốt hơn tất cả những công ty khác thì chúng ta mới có cơ hội để phát triển. Bởi sao? Bởi vì tốt, nếu có cái tốt hơn người ta sẽ sử dụng. Cho nên của mình không chỉ tốt mà là tốt hơn. Và nếu tốt hơn cũng chưa đủ, tốt hơn thì người ta sẽ dùng mình. Nếu có một cái gì đó tốt hơn nữa, người ta sẽ lựa chọn, người ta sẽ thay đổi. Nhưng mà cái của mình là tốt hơn, nó không phải tốt mà là tốt hơn, không những tốt hơn nữa mà là độc quyền. Có nghĩa độc quyền là ở ở thời điểm ngày hôm nay là chưa có đối thủ cạnh tranh. Có nghĩa là tới ngày hôm nay có rất nhiều những công ty phân phối những cái hàng hàng dinh dưỡng hay là những cái sản phẩm làm đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.
Có rất nhiều công ty, nhưng mà Nuxin chỉ là một công ty duy nhất hiện tại chưa có đối thủ cạnh tranh ở về khía cạnh về công nghệ slot độc quyền. Trong tương lai 10 năm nữa, 20 năm nữa chắc chắn cũng sẽ có, bởi vì mình nghĩ là cạnh tranh là cái môi trường để giúp cho mọi người cùng phát triển. Bởi vì nếu không có cạnh tranh thì chúng ta sẽ ngủ quên trên chiến thắng. Cho nên Nuskin vẫn luôn luôn nâng tầm của mình bằng cách là cập nhật thông tin, phát triển về khía cạnh khoa học để sao để lúc nào cũng đứng ở trên vị trí hàng đầu. Tại vì nếu chúng ta ngủ quên trên chiến thắng thì sẽ có công ty khác thể hơn Nuskin. Đó là một lý do mà lại sao trong cuộc sống chúng ta cần phải có sự vươn lên là như vậy. Cạnh tranh trong sự công bằng, cạnh tranh trong vấn đề lành mạnh để giúp một cái gì đó tốt hơn cho xã hội. Thì đó là một trong lý do mình đồng hành cùng Nuskin. Và hôm nay mình muốn chia sẻ về cái vấn đề về sản phẩm cho các anh chị, để thứ nhất là mình có được cái niềm tin đủ lớn để chúng ta sử dụng sản phẩm đó nếu các anh chị là người tiêu dùng. Thứ hai, để cho các anh chị nào là nhà phân phối sản phẩm thì các anh chị có niềm tin đủ lớn để trong tay các anh chị có một cái kho tàng, một cái kho báu quý giá để các anh chị có thể chia sẻ và giúp đỡ được nhiều người khác có được cái cuộc sống tốt hơn về khía cạnh sức khỏe, vóc dáng, sắc đẹp, và sau đó cũng có thể là một cái cơ hội để giúp đỡ cho nhiều người khác có thể thay đổi và chuyển đổi cuộc sống ở nhiều hình thức khác nhau, về vấn đề về đẹp, khỏe, luôn hả, chất lượng cuộc sống, hay là vấn đề về tài chánh. Chúng ta không nói ly sâu về vấn đề đó, mà hôm nay mình sẽ nói về sản phẩm. Thì giống như nãy mình nói là nếu các anh chị đi phân phối một cái gì đó mà nó độc quyền thì có nghĩa là các anh chị sung sướng nhất, đúng không? Bởi vì không có ai là đối thủ cạnh tranh của mình, cho nên thị phần nó thuộc về hết của mình. Và chính ở chỗ đó chính là cái sự quan trọng và tầm quan trọng của Nuskin. Và đó lý do tại sao mình chọn Nuskin. Thì trong Nuskin có cái gì? Là có công nghệ Age Lock. Age là tuổi, Lock là khóa, khóa lại tuổi tác, có nghĩa là làm chậm lại tiến trình lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân, hầu mang lại suối nguồn tươi trẻ cho con người, giúp cho con người trẻ mãi tới già, chứ không phải là trẻ mãi không già. Nhưng chị nhớ nha, trẻ mãi tới già chứ không phải là trẻ mãi không già. Bởi vì tất cả chúng ta rồi sẽ có một ngày sẽ rời khỏi thế giới này. Sanh lão mạnh tử hay là sanh lão bệnh tử là mọi sự lựa chọn quyết định của mọi người. Chúng ta có thể chọn nghĩ vào khía cạnh là sanh lão bệnh tử, sanh rồi già rồi bệnh rồi chết. Nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là sanh rồi già chắc chắn chúng sẽ lão, nhưng mà mạnh rồi chết, tức là chúng ta phải khỏe mạnh và chết. Và trong cái khỏe mạnh nó bao gồm đẹp nữa, đúng không? Chúng ta ở tuổi giống như thì trên mình dám tự hào mình ở tuổi 47, mình không cần gọi là già, đúng không? Mình gọi là mình là người rất là mạnh, khỏe và đẹp ở cái tuổi 47. Và nếu mình là 97 tuổi, mình cũng sẽ tự tin mình sẽ là người khỏe và mạnh và đẹp ở cái tuổi 97 so với tất cả những người khác. Cho nên gọi là sanh lão mạnh tử. Nha. Thì sản phẩm của Nuskin là như vậy. Một lần nữa thì chị muốn nhấn mạnh là sản phẩm của Nuskin không có mang tính chất đi chữa bệnh, không chữa bất cứ một cái bệnh tật nào hết. Nếu các anh chị là những người có bệnh là phải đi gặp bác sĩ để được sự can thiệp và giúp đỡ của bác sĩ để giúp các anh chị làm thế nào đó để khôi phục căn bệnh của các anh chị. Còn sản phẩm Nuskin không thay thế tất cả thuốc tây nào khác ở trên thị trường. Anh chị nhớ nha, sản phẩm Nuskin được tạo ra nhằm mục đích là giúp cho những người nào đang may mắn vẫn còn khỏe mạnh là các anh chị may mắn để được sử dụng sản phẩm đó. Cho nên tự hỏi trong lòng, các anh chị là người khỏe mạnh hay là đang bệnh? Nếu các anh chị may mắn là người khỏe mạnh thì các anh chị quá sung sướng và may mắn là được cái sản phẩm Age Lock độc quyền để giúp mình được càng ngày càng tốt hơn, làm giảm cái bệnh tật đó mà mình khỏe và trẻ đẹp hơn. Cho nên là cái đó là khi mình bỏ tiền ra mình mua, mà thực sự đối với thị trinh, khi mình bỏ tiền ra mình sản phẩm mình mua mà mình còn phải cảm ơn cái người sản xuất đó cho mình nữa kìa. Nhưng mà đối với một số chúng ta có cái quan niệm là ví dụ như mình mua cái đồ gác phone này 10 đồng rất là đẹp, không mình nó công dụng rất là tuyệt vời, mình mới vừa mua, mình cho các anh chị thấy ráp lại tất cả mọi thứ và rất là chắc để làm nuôi việc like hay làm Facebook like gì rất tuyệt vời. Mình có hai cái trước mặt các anh chị, hai kiểu khác nhau, để luôn được cái laptop lên trên đây nữa, 10 đồng bạc, đúng không? Mà khi mình sử dụng mà mình còn phải cảm ơn cái nhà sản xuất hay cái người mà nghĩ ra cái này, chứ mình không bao giờ nghĩ là họ phải cảm ơn mình đã mua của họ, đúng không? Mà bản thân thì Trinh cảm thấy là nó mang lại giá trị cho chính mình khi mình là người có cái nhu cầu sử dụng nó, và nó lại giải pháp tất cả mọi thứ mình cần sử dụng cho nó nhanh gọn lại tiện, đúng không? Để cái phone vô mà không có bị đường dây, cái phone mà bị mình chạc, cái phone không bị gãy hư cọng dây của mình, nói chung nó quá tuyệt vời. Và có thể nói là mình phải cảm ơn cái nhà sản xuất ra cái đồ gọn này, mình cảm ơn cái người suy nghĩ để thiết kế ra cái này. Thì đối với Nuskin cũng vậy, khi mà mình bỏ tiền mình mua cái sản phẩm đó thì Trinh dùng á, mình phải nói là mình cảm ơn cái người mà giới thiệu cho mình biết cái sản phẩm này, mình cảm ơn cái người đó là tại sao bạn tuyệt vời, bạn biết cái này, bạn chỉ cho mình,
là một. Thứ hai nữa, mình cảm ơn công ty Nu Skin tại sao, và cảm ơn những nhà khoa học ở sau lưng của công ty luôn luôn làm những điều tốt đẹp để giúp mang lại cái gì đó tốt đẹp cho nhân loại và cho chính bản thân mình. Nhưng mà một số chúng ta lại có quan niệm là mua của người đó là người đó phải cảm ơn mình. Ô, tôi mua của bạn, bạn phải cảm ơn tôi. Hay là tôi mua công ty đó, công ty đó phải cảm ơn tôi. Xin lỗi, đối với trên mình có quan niệm khác. Mình nghĩ là không có bạn, công ty tôi vẫn sống. Đúng không? Người ta vẫn sản xuất để giúp cho những người nào. Cho nên cái mình đang nói là cái sự trân trọng và cảm ơn giữa hai bên. Đúng không? Người công ty họ sẽ cảm ơn mình là người biết sử dụng những sản phẩm tốt. Đúng không? À, biết tới sản phẩm của họ và biết được cái giá trị của sản phẩm của họ và làm khách hàng trung thành với sản phẩm của họ thì họ cũng cảm kích mình. Đó là lý do tại sao ở khía cạnh của công ty cảm kích mình bằng những điều gì? Bằng là luôn luôn phát minh ra những sản phẩm tốt và luôn luôn những sản phẩm không độc hại mang lại giá trị cho con người. Và ở khía cạnh của mình là cũng phải cảm ơn công ty, cảm ơn cái người giới thiệu cho mình, bởi vì cho mình biết được cái dùng sản phẩm tốt và sản phẩm đó mang lại cho mình được dốc dáng khỏe, trẻ và đẹp. Chưa nói đến vấn đề là giúp chúng ta có thể thay đổi cuộc đời với khía cạnh kinh doanh. Cho nên gọi là chúng ta hiểu nhau và chúng ta cùng trân trọng và trân quý hết thì cuộc đời nó sẽ là muôn màu. Và chính đó là cái nền tảng và cảm thấy đó là cái kho báu của Nu Skin. Cho nếu các anh chị đang có ở trong tay và các anh chị là những người dùng sản phẩm của Nu Skin thì các anh chị phải nói là các anh chị quá may mắn. Nếu các anh chị chưa từng đi cảm ơn cái người nào giới thiệu cho các anh chị dùng sản phẩm này thì trên nghĩ sau cái like này các anh chị nên nhấc cái điện thoại lên cảm ơn. Cảm ơn bạn, cảm ơn em, cảm ơn chị đã giúp cho chị hiểu về cái sản phẩm này để chị dùng, để chị tốt hơn. Nếu các anh chị chưa làm điều đó, khi các anh chị làm điều đó, các anh chị thấy cuộc đời này nó sẽ nở hoa. Nha. Còn khía cạnh công ty thì khỏi nói rồi. Một công ty uy tín hàng đầu của thế giới, một công ty không thiếu nợ, nha. Được một cái công ty kiểm toán thứ ba, đó chính là công ty BWC. Và mình đang ngồi trong nhà của cái người kiểm toán công ty đó, chính là em gái của mình, là người kiểm toán cho công ty Nu Skin. Đúng không? Và biết được một công ty uy tín hàng đầu thế giới, không thiếu nợ, không nợ bất cứ một tài sản ngân hàng nào hết. Và họ luôn luôn làm những điều, tài chính của họ luôn luôn minh bạch. Và sản phẩm của họ luôn luôn là những điều minh bạch. Cho nên mình mới thấy là mình rất là may mắn. May mắn ở khía cạnh là người dùng, hay là ở người sản xuất, hay là ở khía cạnh của nhà phân phối. Thì cái đó là trên muốn nào các anh chị hiểu vấn đề đó. Cho nên ê là tuổi lót là khóa, là đi vào căn nguyên gốc rễ của sự lão hóa, của sự của những cái sự già nua ở trong con thể cái thôi. Nó không thay đổi chuyển đổi cái gene của chúng ta. Các anh chị nhớ nha, có nhiều người nghĩ là ồ cái này vô nó sẽ biến đổi gene. Trên đời này chúng ta không thể nào biến đổi gene của mình được, trừ khi các anh chị đi bác sĩ, các anh chị phẫu thuật cấy kép gì đó. Còn ở trong đây không có vụ biến đổi gene, mà nó chỉ là điều chỉnh là những cái biểu hiện của gene của chúng ta. Biểu hiện đó bằng cái gì? Là do ánh sáng, do môi trường, do chế độ ăn uống, do nghỉ ngủ vân vân. Và những cái đó nó sẽ tác động vào cái gene của mình và nó sẽ biểu hiện khác. Ví dụ thì trên mình ở một cái khí hậu mùa đông, đúng không? Khí hậu ấm, da mặt mình sẽ được hồng hào. Tức là cái gene mình không thay đổi, nhưng mà bởi cái khí hậu và môi trường nó biểu hiện lên cái cơ thể của mình, cho nên da mặt mình nó sẽ đẹp đi. Hay là mình về những khí hậu nóng, mình ra ngoài nắng nhiều, đúng không? Tia ngoại tử nó đưa vào trong cơ thể mình, và nếu mình không sử dụng những sản phẩm tốt thì những cái biểu nó sẽ tác động vào trong cái biểu hiện của gene của mình, cho nên đưa mình da mình bị sạm, bị nấm, bị nám, bị khô vân vân. Thì đó là cái biểu hiện. Cho nên Nu Skin bằng cách là đưa ra những dòng sản phẩm để có thể mà giúp mình bằng cách là tác động vào cái biểu hiện của gen để mà có thể chỉnh sửa, giúp chúng ta thể hiện một cách tốt hơn. Ví dụ ở môi trường nóng, khí hậu khô khan, nhưng mà nếu chúng ta có những cái sản phẩm tốt để giúp mình có thể bảo vệ thì mình có thể một phần nào đó giúp điều chỉnh lại cái biểu hiện của cái gen của mình. Cho nên sản phẩm Aeslot là như vậy. Đó là lý do tại sao khi chúng ta dùng vào một thời gian, chúng ta lại khỏe hơn, lại trẻ hơn, lại đẹp hơn lúc trưa. Cho nên các anh chị phải có cho mình đủ thời gian. Không thể nào, các anh chị cũng phải công bằng. Ví dụ như mình ở 47 tuổi dùng sản phẩm được có 2 tuần mà đòi hỏi nó được giống như mình 20 tuổi thì rõ ràng chúng ta không công bằng, đúng không? Hay là chúng ta đang sử dụng, đúng không? Chúng ta phải có đủ thời gian để bao nhiêu năm chúng ta lạm dụng sức khỏe của mình thì nó cần phải có thời gian đi vào trong đó để thẩm thấu và phục hồi lại tất cả những cái gì hư hại và tổn thương ở trong cơ thể mình. Cho nên ta phải cho chúng ta thời gian. Cho nên những anh chị mà dùng 6 tháng, thật sự nha, 1 tháng đã thấy kết quả. 6 tháng là kết quả tốt hơn 1 năm, 2 năm, và giống như mình là 7 năm.
là sự khác biệt của 7 năm thời gian đã đưa vào trong đó để biểu hiện và chỉnh sửa lại nhiều thứ để thể hiện ra ở cái gương mặt của mình hay là ở cái vóc dáng của mình. Đó là những điều thì Trinh muốn nhấn mạnh. Cho nên nói về sản phẩm của Nu Skin ở trong dòng A-Slot cho thị trường Việt Nam thì mình có ghi xuống cho các anh chị những dòng sản phẩm. Ví dụ như mình sẽ nói về bên trong. Bên trong chúng ta sẽ có A-Slot R2 hay là chúng ta còn gọi là R bình phương, tức là sản phẩm dùng cho để uống bên trong. Chúng ta dùng có một cái lọ ban ngày và lọ ban đêm. Anh chị nhớ là trong cái hành trình của một con người là cái chỗ mà cái ti lập thể hay là ti thể, nó là cái bộ máy chuyển hóa cơ thể của con người chúng ta, và tất cả mọi cơ chế đều phải đi vào cái bộ máy đó, và cái bộ máy nó sẽ bị yếu dần khi chúng ta càng lớn tuổi. Nó giống chiếc xe hơi thôi, khi mới mua rất tốt nhưng 10 năm sau nó sẽ tệ đi, và 50 năm sau nó sẽ thành đồ cổ, ví dụ như vậy. Tức là cái bộ máy đó, cho nên cái R2 bằng cách đưa vào đó để giống như là chỉnh sửa định kỳ cái bộ máy này lại, đúng không, chỉnh bù lon con tán này nọ, đúng không, thì làm cho cái bộ máy mình nó được phục hồi và nó chậm bị lão hóa đi, chứ chậm bị mòn rỉ. Thì đó là cái A-Lock R2. Rồi trong đó chúng ta có cái lọ ban đêm là 2 viên. Là tại sao? Ban ngày chúng ta sẽ bộ máy nó sử dụng để tạo ra những cái năng lượng cho mình, nhưng mà nó cũng sẽ đào thải ra những chất chất cặn bã. Các chị hiểu như vậy thôi, thì những chất cặn bã nó sẽ đi vào thận và gan của mình, đi qua gan rồi xuống thận. Cho nên ban đêm là chúng ta sẽ thanh lọc bằng cái 2 viên ban đêm của cái R2, chúng ta gọi là R bình phương, là để chúng ta tẩy độc sạch cái gan và cái thận của mình để phục hồi lại cho một cái ngày mới. Cho nên tái tạo, đúng không, và chỉnh sửa lại. Cho nên ta gọi nó renew và recharge, là phục hồi và tái tạo lại cho cơ thể. Thì cái đó là cái R2 mà chúng ta sử dụng để chúng ta uống vào bên trong. Chỉ duy nhất cho một số các anh chị nào phải có một ngoại trừ, là bởi vì dược thảo thì nó cũng sẽ có những cái phản ứng phụ. Một trong những phản ứng phụ là nếu các anh chị là những người huyết áp cao thì không sử dụng được cái R2, ví dụ là như vậy nha. Mình phải hiểu rõ những cái đó, chẳng hạn phản ứng phụ là như vậy thôi. Đó là cái mà chúng ta sử dụng cho cái R2 bên trong. Hay là một số các anh chị sử dụng vào, các anh chị sẽ cảm thấy trong những cái tuần đầu hay là trong cái tháng đầu chúng ta cảm thấy bị ngứa, bị nhức hay là bị mụn nhiều, thì đừng bao giờ cảm thấy ngạc nhiên mà phải mừng. Làm sao? Là cơ thể mình quá độc, cho nó đi vào trong đó, nó chỉnh sửa giống như quét dọn nhà cửa. Tưởng tượng cái căn nhà cái chị 5 năm mà cái gì không ở, bụi không à, đúng không, mà cùng một tháng cái chị vô vọn là cái dọn nhà là cái chị đuối cả người. Thì khi mà cái chị thảy những cái độc đó ra cơ thể, có nghĩa là nó sẽ quét đường sạch để chỉnh sửa lại cho mình. Thì đó là cái R2 uống bên trong. Cái thứ hai nữa, sau đó của cái sản phẩm A-Lock R2 là cái A-Lock Wise Band. Ở nước ngoài ta gọi là A-Lock Youth, tùy theo cái thị trường đặt tên là A-Lock Youth. A-Lock Youth là phục hồi từ đầu tới chân, đi xuống tất cả những hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ thần kinh, tất cả mọi thứ hệ cơ chế trong cơ thể chúng ta, là nó sẽ phục hồi lại hết tất cả từ đầu tới chân, giúp chúng ta khỏe. Và trong cái A-Lock Wise Band á, là tất cả những cái tinh tú, những cái chiết xuất đặc biệt của tất cả những năm châu. Bởi vì mỗi một cái châu, một quốc gia nó có những cái sản phẩm. Ví dụ như mình lấy ví dụ như là cái ngô tím. Ngô tím đó ở chỉ có Nam Mỹ mới có, ví dụ như vậy. Hay là có những cái thành phần, những cái loại hạt nho đó chỉ có nằm ở khu vực Địa Trung Hải ở châu Âu mới có, ví dụ như vậy. Hay là NATO nó chỉ có ở châu Á và ở Úc thôi, ở Nhật thôi, ví dụ như vậy. Cho nên trong cái sản phẩm mà A-Lock Wise Band, tức là đem hết tất cả những cái tinh tú của năm châu nén lại trong cái viên đó. Bởi chúng ta không thể nào bây giờ thèm ăn cái NATO phải bay qua Nhật ăn, hay là thèm ăn cái ngô tím mà đúng xuất xứ của nó là phải bay qua tới Peru để chúng ta mới ăn. Chúng ta không thể làm được điều đó. Thì chính đó lý do tại sao ở người ở Nam ở Địa Trung Hải họ sống thọ rất là thọ, hay là ở Nhật họ sống thọ. Tức là sẽ có một cái thành phần lý do họ tại sao họ sống thọ là do cái sản phẩm dinh dưỡng ở cái khu vực đó. Đúng không? Nếu chúng ta không ở khu vực đó thì chúng ta sẽ không có được quyền lợi đó. Chính vì như vậy cho nên Nu Skin và những nhà khoa học bằng cách là thiết kế ra một cái viên Wise Band cho chúng ta uống vào bên trong. Cho nên bản thân thì trên sáng 2 viên Wise Band, tối 2 viên Wise Band, mình cầm cái đó mà mình trân trọng và trân quý, và phải nói là cảm ơn trên đời này có những cái công ty có thể làm những điều này cho mình, và mình luôn luôn cảm ơn, chứ không phải mình nghĩ là bạn phải cảm ơn tôi mua của bạn, đúng không? Bởi vì mua cái đó mình dùng cho mình tốt mà,
đúng không? Chúng ta phải hiểu về vấn đề đó. Cho đó chính là hai cái sản phẩm rất tuyệt vời cho uống bên trong mà các anh chị cần phải nên có. Nếu các anh chị chưa thì các anh chị liên lạc với cái người mà giới thiệu các anh chị xem cái chương trình này, hướng dẫn giúp cho các anh chị. Còn nếu các anh chị đang là những người sử dụng thì các anh chị quá may mắn, đúng không? Để có những cái sản phẩm đó trong cơ thể các anh chị. Và các anh chị hãy một lần nữa nhấc cái điện thoại cảm ơn cái người đã hướng dẫn mình sử dụng cái đó. Bởi vì trên đời này không chết chỉ một lời cảm ơn. Và các anh chị ngủ rồi các anh chị sẽ lấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều. Chứ đừng nghĩ là người ta mang ơn các anh chị. Thật sự là các anh chị đang dùng là các anh chị đang mang ơn cái người giới thiệu các anh chị. Và các anh chị đang mang ơn công ty Deal Skin đấy ha. Kế tiếp là sản phẩm A-Slot TR90, 90 ngày chuyển đổi vóc dáng và cơ thể và lập trình lại. Bản thân thì Trinh đang ở trong ngày thứ 16 sử dụng sản phẩm đó. Mình đã từng sử dụng 2 năm liên tiếp sản phẩm đó. Rồi sau đó mình một vài tháng, 3 tháng, 6 tháng mình sử dụng lại. Hành trình của mình 7 năm. Và bây giờ mình mới bắt đầu trở lại một cái bộ hoàn toàn 90 ngày. Và mình đã sử dụng sản phẩm TR90, tức là 90 ngày chuyển đổi vóc dáng của cơ thể. Mình sử dụng cái đó 90 ngày của thị trường Mỹ, mình sử dụng của châu Âu. Đây là lần đầu tiên thì Trinh sử dụng cái TR90 của thị trường Việt Nam. Phải nói là trong ba, mình phải sử dụng mình mới cảm nhận được. Tức là công ty sẽ thiết kế cái TR90, bởi vì mỗi một cái nơi chúng ta ở thì cái khí hậu, cái thức ăn nó sẽ khác nhau cho con người ở nơi đó. Cho nên mình ở khí hậu nào mình sử dụng cái đó. Dĩ nhiên bản thân thì Trinh là người thích trải nghiệm, cho nên và hơn nữa mình có hệ thống ở khắp 50 mấy quốc gia, ở không phải ở New Skin có ở 50-55 quốc gia, nhưng mà mình có hệ thống ở trên 20 quốc gia, cho mình vẫn muốn sử dụng ở tất cả những cái châu này để mình hiểu cái cảm giác của sản phẩm đó, để mình chia sẻ cho những người khách hàng của mình. Mình sử dụng sản phẩm của châu Mỹ, mình sản phẩm của châu Âu, và đây là lần đầu tiên thì Trinh sử dụng nguyên cái bộ của châu Á. Phải nói cực kỳ tốt. Và mình cảm nhận rõ rệt trong 16 ngày, người nhẹ đi, da màng khác, nó khác hẳn đi. Tại vì các chị nên nhớ nha, cuộc sống chúng ta ảnh hưởng bởi cái gì chúng ta đang ăn hàng ngày. Và các anh chị là chúng ta rất mà luôn cả thời gian là một người là có thể nói là ăn uống kỹ lưỡng nhất. Nhưng mà cuộc sống chúng ta không tránh nổi tất cả những thức ăn ở quanh chúng ta, nó đưa vào trong cơ thể mình không kiềm chế được. Mình không thể nào tối ngày trong các ống kính mình có thể ăn chuẩn và chính xác được. Và chính cái sự không chuẩn và chính xác này đưa tới chúng ta bị bệnh tật lão hóa và già nua. Cho nên bản thân mình cần lập trình lại 90 ngày lập trình. Và Trinh đang nói các anh chị là cơ thể chúng ta, bộ não mình cần phải lập trình. Ví dụ như chúng ta cuộc sống hồi nhỏ, cha mẹ của mình, đặc biệt là người Á Châu chúng ta, hay có lập trình cho con mình là đi ra ngoài đường là coi chừng ông kẹ đó. Ví dụ như đứa trẻ mà khoảng mới vừa có mấy tháng rồi nó đụng cái này đụng cái kia, chúng ta la lên, chúng ta nói ông kẹ đó, ông kẹ đó, và chúng ta nhát cái đứa nhỏ đó. Và thì Trinh nghĩ cái đó là một cái sai lầm rất lớn. Và cái văn hóa của người Á Châu chúng ta, mình không biết đất nước nào, nhưng mình thấy rõ người Việt Nam chúng ta, đúng không? Đứa nhỏ mới có 6 tuổi, 6 tháng nó thò đụng cái gì đó, hai ly nước nó đổ, mình phải nên cười và khuyến khích của nó, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ la lên, chúng ta nói là đừng có đụng vào, phỏng á, phỏng đó. Nhưng mà cái nước lạnh, chứ là chúng ta nói ông kẹ đó, ông kẹ đó, ông kẹ đó, phỏng đó. Và chúng ta đưa những cái tiếng la gào thét đó, nó lập trình cho đứa nhỏ từ lúc mới sanh cho tới, thậm chí ngay trong bụng mẹ rồi cho tới 6 tuổi. Và chúng ta lập trình những điều tiêu cực vào trong cái cơ thể con người, chúng ta lập trình những điều đó. Cho nên tất cả những điều đó lớn lên chúng ta sợ sệt và chúng ta sợ hãi. Thì thức ăn của chúng hàng ta hàng ngày cũng vậy, chúng ta lập trình vào trong cơ thể chúng ta những cái thức ăn chua, ngọt, mặn, cay hay là đồ chế biến, và những cái này nó sẽ đưa vào trong cơ thể mình. Cho nên đôi lúc chúng ta cần phải lập trình lại. Mình lập trình lại đúng. Ví dụ như thì Trinh nói các anh chị không tin, các anh chị có thể làm những điều này. Các anh chị ăn đồ ngọt hay là uống cà phê có đường, các anh chị có thể lập trình lại bằng cách là thay đổi, bằng cách là 21 ngày. Chúng ta không quyết định là 21 ngày không ăn bánh ngọt, 21 ngày, trong 21 ngày đó là cái gì liên quan tới ngọt mà từ đường là chúng ta không ăn, có nghĩa là bánh sinh nhật, bánh ngọt, croissant là chúng ta không ăn. Ví dụ vậy, cà phê là cà phê đen, tức là không có đường. Còn những cái đường mà điền thiên nhiên, ví dụ như là ở trong trái cây hay trong thức ăn đã có rồi, chúng ta không tránh khỏi. Chúng ta ra ngoài chúng ta ăn một món canh chua chắc chắn là người ta bỏ đường, đúng không? Thì Trinh đang nói trên mình trong 21 ngày đừng ăn canh chua của Việt Nam. Còn bản thân thì Trinh nấu canh chua là không có đường thì là ok. Cho nên thử 21 ngày không đường, giống như thì Trinh là mình uống cà phê, đâu phải từ nhỏ lớn là uống cà phê không đường đâu. Hồi nhỏ mình được cha mẹ lập trình là uống cà phê đá là phải có sữa ông thọ trong đó, hay là uống cà phê phải có đường, đúng không? Hay là chúng ta lập trình là chè là phải có đường. Ai nói là chè phải cần có đường, đúng không? Chè không đường cũng ngon vậy. Cho nên nếu chúng ta lập trình những điều đó thì mình sẽ tự thay đổi mình được. Cho nên mình lập trình và rất lâu mình đã uống cà phê không bao giờ có đường, đúng không? Hay là sô-cô-la, mình ăn loại sô-cô-la hoàn toàn không có đường, 99% là sô-cô-la, nó đắng ngắt luôn. Nhưng mà giờ đưa cái sô-cô-la kia mình ăn không được.
Cho nên đó là cái thì chị muốn nói các anh chị lập trình, thì cái bộ sản phẩm mình nói về ASLOT là TR90, 90 ngày chuyển đổi các anh chị. Nếu các anh chị chưa sử dụng, các anh chị nên sử dụng đi. Nó quá tuyệt vời để lập trình cơ thể các anh chị. Người thức dậy là ngủ sâu hơn, đúng không? Sáng thức dậy sảng khoái hơn, năng động hơn. Nó làm cho mình nhiều thứ, và các anh chị lại bị lập trình sai là chuyển đổi vóc dáng. Ủa tôi đâu có mập đâu mà tôi dùng. Hay là tôi ốm quá sao tôi dùng. Sai rồi. Cái TR90 thì tôi nói luôn, tức là cái bộ chuyển đổi vóc dáng. Dù các anh chị mập, các anh chị vẫn có mỡ nội tạng, hay là dù các anh chị ốm, các anh chị vẫn có mỡ nội tạng, hay là các anh chị đang là người bình thường. Tức là sản phẩm TR90 không phải cho người mập và cũng không phải cho người ốm, nó cho tất cả mọi người đang khỏe mạnh thì chúng ta đều có thể sử dụng được, để mà lập trình cái cơ thể mình lại, mình lập trình lại cái vấn đề ăn uống của mình lại, để mình biết được à mình đang ăn sai bao nhiêu năm nay, mình lập trình mình cố làm những điều đó. Và thì trên đang làm, mặc dù mình đã nói là mình ăn khá chuẩn, đúng không, nhưng mình rõ ràng khi mình lập trình mình vào cái khuôn khổ là 90 ngày tôi sẽ làm những điều này, và nó sẽ trở thành một cái thói quen. Thì Trinh cũng không dám nói lâu, xong cái áo này là mình mua mình không dám bận, mình mua là còn mới tin, mình không dám bận là nó cũng là 4-5 năm nay, bởi vì khi bận lên hai cái nọng ở hai cái mao hông nó đội lên hai cục thịt, mình không bận luôn. Nên mình cất đó, mình bỏ đó, mình không bận. Tới hôm nay mình bận được là chỉ có 15 ngày mình sử dụng TR90 mà nó đã khác đi. Mình bận cái áo này mình không cảm thấy mắc cỡ nữa để mình bận. Cho nên rõ ràng thì Trinh muốn nói các anh chị đó là những điều tuyệt vời của cái kho tàng của Nu Skin về sản phẩm Ageloc, là những sản phẩm thì Trinh đã nói lặp lại ha, R2, Y-Span và TR90 là cho thị trường của Việt Nam, luôn cả ở nước ngoài đều có. Trên cái gì mà liên quan tới chữ Ageloc của sản phẩm Nu Skin đó chính là cái kho báo, và các anh chị nên trân quý và sử dụng nó. Nếu các anh chị là những người chưa sử dụng thì nên bỏ tiền ra để mà sử dụng nó, bởi vì sức khỏe là vô giá và tiền đó không thể nào so sánh được. Nè, chúng ta không thể nào để tự chung chết xuống không có mang tiền đó đi theo đâu. Ok, rồi kế tiếp ta sẽ nói về bên ngoài của sản phẩm có dòng họ liên quan tới chữ Ageloc. Thì bên ngoài chúng ta sẽ có cái máy Galvanic Spa, là cái máy mà để nâng cơ chống chảy xệ. Các anh chị nên có cái máy đó trong nhà để mà, tùy theo cái độ tuổi các anh chị, một tuần chúng ta cả thì Trinh gọi nó máy là máy hút bụi, hay là chúng ta gọi là cái máy bằng ủi, đúng không, là cái bằng ủi cho da mình nó thẳng và đẹp. Thì các anh chị nên có cái máy đó tùy theo độ già nuôi hay độ nhăn nheo của da mình như thế nào, đúng không? Da nhăn như con mèo thì chúng ta làm một tuần 2 lần, đúng không? Còn giống như da thì Trinh thì có thể nói là mình cũng 15 ngày mới làm lần, thỉnh thoảng tháng thì Trinh mới làm lần, còn nếu xuyên thì mỗi tuần mình làm một lần nha. Nhưng mà cũng không lạm dụng cái này, nhớ nha, có đôi lúc chúng ta hiểu chữ tốt của nó rồi các anh chị sử dụng mỗi ngày là các anh chị sai nữa. Cái máy Galvanic là chúng ta không thể nào sử dụng mỗi ngày được, cho nên ai mà hướng dẫn cho các anh chị sử dụng mỗi ngày đó là sai, đúng không? Da thì Trinh là một tuần một lần là tuyệt vời, thậm chí là 10 ngày một lần tuyệt vời. Còn nếu các anh chị ở tuổi 70-80 da nhăn quá mà mới được biết thì các anh chị nên sử dụng nhiều chút để có thể phục hồi tuổi thanh xuân cho 80 năm nay mình bỏ bê đó. Nè, thì chúng ta nên có cái máy đó. Kế tiếp là cái sản phẩm tuyệt vời mà đứng đầu của thị trường Đông Nam Á và đứng đầu của thị Việt Nam mình là cái máy Lumi Spa, là cái máy rửa mặt, đúng không? Mình phải một lần nữa khi cầm cái máy đó trên tay mà mình phải nói là mình cảm ơn công ty này, cảm ơn tại sao những nhà khoa học này lại có thể cho tôi một cái rửa máy rửa mặt tuyệt vời như thế để có thể giúp cho da của tôi lại được tốt và đẹp như vậy. Cái đó là cái mình phải cảm ơn nữa nha. Cho nên cái máy rửa mặt tuyệt vời, và mình nghĩ đó là cái sản phẩm có thể nói là không thể thiếu cho người người nhà nhà, già trẻ lớn bé, 12 tuổi trở lên nó cũng rửa mặt được rồi, là chúng ta phải rửa mặt bằng cái máy đó, đúng không? Nó không phải rửa mặt bằng tay, các anh chị nhớ nha. Cho nên có nhiều người quan niệm đó, ôi rửa mặt bằng tay với ai mà rửa bằng máy. Vậy thì Trinh hỏi các anh chị, bây giờ còn ai đi giặt đồ bằng tay nữa không? Đúng không? Ngày xưa chúng ta ra ngoài đồng, đứng ngoài mưa ta gõ gõ đập đập để rửa, để giặt cái quần áo. Bây giờ các anh chị muốn giặt còn dũng giặt kiểu đó, hay là các anh chị muốn bỏ vô máy để giặt? Không, thì bây giờ thôi, rửa mặt cũng vậy, nó không phải rửa mặt là tay nữa, là thông minh nữa, đúng không? Rửa mặt phải bằng cái máy, và cái máy đó chính là cái máy Lumi Spa. Nếu các anh chị chưa có thì nên họ sở hữu một cái cho các mình. Nên nhớ nha, thì cho nói tắm có thể nhiều khi chúng ta lười, chúng ta không tắm nè, tự các anh chị cho biết nha. Có nhiều khi mình nó đang lạnh quá, các anh chị tắm ngàn lần thì Trinh là tắm ngày 2 lần, ví dụ vậy. Hay một số các anh chị nhiều khi lạnh quá có thể gội đầu 2 ngày, gội một số các anh chị có tóc dài mình biết á, các anh chị không có gội đầu mỗi ngày đâu, nhiều khi 2 ngày mới gội đầu 1 lần. Hay là kêu con mình hửi tóc mình có hôi không mới đi gội đầu, đúng không? Gội đầu có thể 2 ngày gọn lần cho những người phụ nữ có tóc dài, hoặc là tắm có thể ngàn lần, nhưng mà nhiều khi có thể là bận rộn mệt quá đi ngủ luôn quên tắm thôi, để sáng mai tắm cũng có, không chừng có hay không tùy các anh chị. Nếu có các anh chị để chữ có nó thật đi, đúng không, đừng nói láo. Nhưng mà rửa mặt
Mình nghĩ không ai mà không đi rửa mặt. Làm gì làm cũng phải rửa mặt cho tỉnh cái hả? Cho nên rửa mặt là phải rửa. Đó chính là cái thiết bị thông minh nhất, tính là cái Lumi Spa. Rửa mặt sáng phải rửa, tối phải rửa mặt. Tắm có thể không tắm, nhưng mà rửa mặt bắt buộc phải rửa. Cho nên nhanh gọn lẹ là cái máy Lumi Spa. Và rửa mặt đó để làm có thể hút tất cả những chất dơ mà mình không thấy bởi bằng tay được. Cho nên ta phải rửa mặt bằng như bằng cái máy Lumi Spa là như vậy. Là để giúp ta rửa mặt, cho nên hai cái là xong rồi chúng ta phải dưỡng cho da. Các anh chị nhớ như nhiều người cứ nghĩ là không, thì chính đang nói là dưỡng da nó khác với lại các anh chị trét sình trên mặt mình, là trét phấn, foundation, ABCD. Ha, các anh chị trét phấn là bởi vì các anh chị xấu, đúng không? Mình dùng chữ đó luôn, các anh chị nghĩ là da mình không được đẹp, cho nên các anh chị trét phấn đồ lên này nọ. Rồi các anh chị, nhưng mà mình là mặt mộc, tại sao mình để mặt mộc? Bởi vì da mình bất đẹp, mắc mớ gì phải trét phấn lên để che nó lại, đúng không? Trên tất cả những ai mà dùng phấn son thì trên nghĩ là tại vì da các chị xấu, trên các chị trét là để các chị giấu đi cái xấu của mình. Còn nếu mặt mộc đẹp thì hãy để mặt mộc. Trên mặt mộc đây thì trên có dùng kem của Nutrisin không? Có, đó là kem dưỡng da nha. Cho nên rửa mình ủi nó để cho nó thẳng là một nha. Hai, mình rửa để lấy những chất dơ ra là cái máy Lumi Spa, là hai cái máy thuộc về Age Lock. Ba là trên dùng cái Age Lock trù phế Essence Ultra, là một cái viên nhỏ nhỏ là các anh chị để đó để giúp cho lực đàn hồi của da. Bởi vì da của mình sẽ bị sệ theo năm tháng bởi lực hút của trái đất và sự già nua của con người. Cho nên chúng ta cần phải tăng nó lên là collagen hay elastin, là lực đàn hồi của nó phải có. Cho nên sau khi mình dùng cái máy ủi một tuần mình dùng một lần, rửa mặt thì mỗi ngày, nhưng mà sáng thức dậy là mình dùng cái Elox trù phế Essence Ultra là để giúp cho cái lực đàn hồi của da. Tin hay không, các chị dùng thời gian các chị sẽ có V-line, mặt của mình có V-line. Cho mình dùng cái đó, sau đó mình dùng kem của Nu Skin thì chúng ta có thể dùng cái Elox Mi, là cái bộ kem điều chỉnh cho từng người khác nhau. Các anh chị có thể, nếu chưa biết các anh chị có thể liên lạc với cái người hướng dẫn các anh chị, hoặc là các anh chị dùng cái bộ Elox Transformation kem ngày kem đêm là đủ cho một cái cơ thể con người là về bên ngoài. Cho nên bên ngoài lẫn bên trong chúng ta cần phải bảo vệ, cho nên chúng ta phải bảo vệ bên trong, luôn cả bên ngoài chúng ta cũng cần phải bảo vệ nữa. Bởi vì bên ngoài chính là dầm mưa dãi nắng. Cho nên có nhiều mọi người cứ nghĩ là ôi bảo vệ bên trong, uống dinh dưỡng này nọ, nhưng mà bỏ thí bên ngoài cũng không có tốt các chị nha. Cho nên nó phải từ trong ra ngoài, từ ngoài lẫn bên trong. Thì đó chính là những cái kho tàng và kho báu của Nu Skin là như vậy, để giúp các anh chị hiểu những dòng sản phẩm tuyệt vời với công nghệ Agelock. Một lần nữa thì trên lặp lại trước khi mình kết thúc, là bên ngoài chúng ta sẽ có cái Agelock Gavine Spa, chúng ta có cái máy rửa mặt Lumi Spa, chúng ta có cái bộ kem chống chảy sệ là Agelock, Agelock trù phế Essence Ultra, chúng ta có cái bộ transformation, chúng ta có cái Agelock Mi ha. Tùy theo cái nhu cầu các anh chị có thể sử dụng như thế nào. Đó là cái bên ngoài. Bên trong thì chúng ta có R2, chúng ta có Y-Span, chúng ta có Elox TR90. Đó là những cái kho tàng và kho báu của sản phẩm của Nu Skin, để giúp các anh chị có thể có được một cái cuộc sống tốt hơn. Nếu các anh chị là những người đang tiêu dùng, để dùng cái gì đó tốt và thông minh nhất cho sức khỏe của mình, để giúp các anh chị có thể có được cái tuổi thanh xuân lâu dài hơn, trẻ mãi tới già. Còn nếu các anh chị là những nhà phân phối của Nu Skin thì các anh chị quá may mắn và tuyệt vời, là các anh chị đang phân phối những cái sản phẩm độc quyền có 102 trên toàn cầu và không có đối thủ cạnh tranh. Một lần nữa, đó là những chia sẻ của Thùy Trinh trong tối ngày thứ 6 ngày hôm nay, để gửi tới các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở lần tới. Chào cả nhà.